Vừa mới nãy đang quay thì bấm nhầm cái nút tắt màn hình nên lại phải quay một cái video khác, sau đó là ghép hai cái video lại với nhau thành một cái video hoàn chỉnh. Đó thì mình sẽ nói tiếp về khoản chăm sóc cái cây dâu vào mùa mưa và trong chậu như thế nào. Thì cái đất nó mưa nhiều nó rất là xít, có những chậu nó rất là chặt luôn, mình cắm cái cây này xuống mà nó không không đi luôn các bạn. Đó, hoặc là mình tưới thì nó không rút nước, thì những cái chậu đó nó sẽ rất là kém phát triển. Trước sau thì nếu mà mình cứ để cái tình trạng như vậy nó sẽ chết, nó sẽ chết cây dâu, nó thối, nó úng cái rễ dâu, nên là bắt buộc hôm nay mình phải xử lý nó như thế này. Mình lấy cái này mình chọc xuống này, nó dẽ đất này, nó dẽ làm sao cho nó thật xốp đất lên. Các bạn đừng có lo nó hỏng rễ, chắc này là các cái rễ dâu đấy các bạn. Nhưng mà dâu là nó là một cái giống tái tạo rễ rất nhanh, có nghĩa là cái một cái bụi dâu nó có thể rễ của nó bị hư. Nhưng mà nếu mà nước giữ ẩm đầy đủ, nước tưới đầy đủ, các cái rễ hư đó nó sẽ các cái rễ mới nó sẽ mọc ra từ những cái rễ hư đó rất nhanh thôi đấy. Mình đã làm mà mình đã thử, mình đã trải qua rồi nên là mình biết về cái đặc điểm này của cái cây dâu, nên là mình không có sợ làm đứt rễ của nó các bạn. Bây giờ mình tỉa, mình xới, dạng như mình chơi gọi là mình xới đất á. Bây giờ mình sẽ cho phân vô này. Nếu mà cái tầng đất này của nó cao quá thì mình nên xớt đất, xớt xớt đưa đưa anh cái đó. Mình nên xớt bớt một ít đất này ở trong chậu này ra. Đó. Xớt bớt ít ra. Làm sao mà để cho nó khoảng cỡ 10 phân. À không, khoảng 7 phân thôi. 7 phân cái khoảng này để cho mình bón phân cho nó ăn ra vào đây, và khi mình tưới thì các chất dinh dưỡng nó ngấm sâu được xuống dưới. Đó, để nó nuôi cây. Như thế thôi, mình bón như thế này là vừa này. Đó. Như này thôi, khi mình tưới là nó sẽ ngấm từ từ và ăn từ từ, rễ nó bén rất là mạnh luôn. Đây là một chậu mình đang làm, tất cả các loại chậu của mình là mình vô, mình không có cho phân từ đầu các bạn. Đó, mình không sử dụng bất cứ loại gì hết, mình chỉ sử dụng đất thịt thôi. Sau bắt đầu là mình vô mình nuôi, mình sống cây rồi, cây nó sống rồi, bắt đầu mình mới tiến hành bón phân cho nó, cũng như là tăng cường cái dinh dưỡng của nó để nó phát triển mạnh, cũng như là ra hoa rồi ra cây con. Đó, đây là cái lô mình trồng, nhà vô chậu chắc được tầm hơn 20 ngày rồi đó. Đó, bây giờ nó như vậy hết rồi đấy. Thì chỗ này cũng vậy thôi, chỗ này thì cái đất cái khoảng không của nó là ok rồi nè, giờ mình chỉ cần rắc phân vào thôi. Đấy. Thế này thì thứ nhất mình đục cái lỗ là để cho đất nó thoáng. Đó, khi nào mà nó nước nhiều hoặc là mưa nhiều á, tưới nhiều thì nó thoát nước rất nhanh. Mà trong mùa mưa các bạn biết rồi, nó đâu có, nó nắng rất là ít. Mà nó nắng rất là ít thì cái độ ẩm nó giữ được ở trong cái này khá là cao. Đó, chứ còn không như mùa mùa nắng, nếu mà mùa nắng thì mình làm nó xốp quá thì tưới vô bao nhiêu thì nó rút hết bấy nhiêu. Mà nó rút hết càng nhanh bao nhiêu cây nó lại thiếu nước là nó sinh héo. Đấy, còn mùa mưa này thì mình cứ thoải mái làm sao để cho cái chậu dâu của mình nó xốp. Cái chậu của mình nó thật là xốp. Đưa, đưa đưa cái chậu đây. Chậu dâu của mình nó thật là xốp để nó thoát nước thật là nhanh, tại vì mưa suốt ngày mà. Đấy, đây là một chậu như thế nữa này. Đấy, giờ mình lại tiếp tục làm. Các bạn nào mà có cái chậu dâu như thế này rồi mà trồng đất lâu ngày á, mình không cải tạo á, thì mình cũng nên làm như mình, có nghĩa là xới, dùng cái đũa hoặc là cái cây gì nhỏ 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 nó đủ cứng á, mình chọc xuống mình xới nó lên, sau rồi mình bón thêm các cái phân chuồng, các cái phân chuồng cho nó. Nó cũng có thể cho vài hạt thôi nó cũng được, nhưng mà các bạn nhớ chỉ cho vài hạt thôi nha, tại mình xới rễ lên á, rễ nó đứt, nó mình bón phân hóa học nó có lượng đạm ở trong ấy, thì khi nó tan ra thì nó dễ làm sót cái rễ mới đứt ấy, nó dễ 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 hỏng cây hơn, dễ cái cây của mình nó dễ bị hỏng sót rễ hơn đấy. Nên là các bạn có thể bón, nhưng mà bón ít thôi, vài hạt, tầm khoảng một gốc như này khoảng cỡ 10 hạt 15 hạt thôi, tầm thế là mình nghĩ là ok rồi. Mà đón xa cái này ra đó, bón xong tưới xong rồi tưới liên tục trong vòng khoảng 2 ngày đó, để cho phân nó tan đều ra rồi nó ngấm xuống, các dinh dưỡng nó sẽ nằm ở trong, nó tích ở trong đất này, và rễ nó ra thì nó chỉ việc là ăn thôi.
không cần phải bón nhiều. Bón nhiều dâu tây là một trong những dòng dòng rất là kỵ phân luôn. Các bạn bón phân thà không, các bạn không bón thì nó không chết, nhưng nếu các bạn bón mà không đúng cách nó có thể nó chết chết ngay lập tức luôn. Mình tin là các bạn xem video của mình, một số bạn sẽ dính phải cái trường hợp như mình đó. Bây giờ mình sẽ bón phân này của mình đây các bạn. Phân này của mình là mình sử dụng là có phân mà mình xử lý rồi nha, phân ủ rồi này, có phân phân chuồng này, phân bò này, rồi than than mùn này, đó thứ ba là chấu 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 gạo á, chấu lúa đó, đó các bạn thấy chấu lúa này, đấy chấu lúa rồi thì là ba loại đó với có ba loại đó thôi. Nó xốp nó khá là nhẹ và xốp, thì mình bón như thế này giúp rễ nó bén rất là nhanh. Và dâu tây nó chỉ ưng, nói chung là nó chỉ ưng cái đất hữu cơ thôi, cho nên là mình sử dụng hóa học nhưng mà nên hạn chế sử dụng nhiều quá là cây dâu của mình nó sẽ hư ngay. Mình thì không biết các bạn như thế nào nhưng mà riêng đối với bản thân mình cho phân hóa học rất là hạn chế, mà chỉ từng thời điểm mình cho thôi, cần mình mới cho thôi, chứ còn không phải là cứ cứ thấy thấy cây lâu lớn lại vác phân đi cho là không đúng đâu các bạn. Cây lâu lớn hoặc là kém lớn thì nó do cái bộ rễ của nó, hoặc là nó do cái môi trường đất của nó không đủ điều kiện, không có thuận lợi để cho nó bén rễ và nó sinh trưởng mạnh. Thì các bạn phải làm thế nào thay đổi môi trường cho nó. Ví dụ như thấy cây lâu lớn này, thứ nhất là mình nên coi lại cái đất của mình trồng có đã tốt hay chưa, đã xốp hay chưa. Mình lấy cái cây mình chọc xuống, chọc lên chọc xuống này này đó, nó chọc lên chọc xuống nó phải có cái độ cứng và cái độ thứ nhất là nó phải có độ độ cứng và cái độ độ mềm. Độ cứng ở đây là mình nói là không phải các bạn cho không cái này vô, cho không cái này vô các bạn chọc một phát là gần như không cần dùng lực thì cứ đẩy nhẹ cái là nó cũng lún xuống đáy rồi. Thì như vậy thì rễ ra rất là mạnh, nhưng mà có một cái nhược điểm là nó sẽ rất nhanh héo lắm, tại vì nó không có đất, mà nguyên tắc cây là nó phải có đất thì nó mới giữ được nước. Cái này nói vậy thôi chứ nó không phải là đất, nó chỉ là phân hữu cơ, nó có hàm lượng hữu cơ, có hàm lượng đất, có nhiều chất khác, nhưng mà nó không phải là đất, nên là mà nguyên tắc là đất nó mới giữ được nước lâu bền lâu dài. Nên là các bạn dùng mình lấy cái cây mình ấn xuống á, mình thấy nó phải vừa có độ chặt mà vừa có độ mềm, làm sao mà ấn xuống nó như thế này á, là cái đất của mình nó tương đối xốp, thì khi mình tưới nước các thứ nó rút cũng khá là nhanh. Mà khi mà nó rút nhanh nhưng mà nó lại không rút theo kiểu nhanh quá, rút theo kiểu đổ nước nước đổ đầu vịt với nước đổ lá khoai đó các bạn. Nó là nó chảy tuồn tuột như vậy thì không giữ lại được đất ở trong cái chậu này, thì rễ nó không có hấp thụ được thì cây của mình cũng không phát triển đâu. Thứ nhất là cái đất rồi, thứ hai là xem cái độ trồng cây của mình nó có sâu quá hay không. Nhiều bạn mình thấy mua cây về xong đầu vô cái chậu như vậy hoặc nhỏ hơn như vậy đó, mình thấy chậu chiếc rồi sắm rất là đẹp, màu trắng rồi bằng sứ cũng có khi. Đấy, chậu thì chắc mấy chục ngàn cái, nhưng mà các bạn bỏ cái cây vô các bạn trồng là nó chưa hết cái tầm của cái chậu này, có nghĩa là phải bằng mặt hoặc thấp hơn chút xíu rồi thì mới được. Chứ mấy bạn về mấy bạn trồng gì đâu, tiết kiệm đất hay sao, trồng tới đây rồi bắt đầu lại thụt cái ngó dâu xuống tới đây, xong bắt đầu là các bạn nhiều khi tưới vô ấy, bắt đầu nước nó ập vô cái trong cái ngọn như thế này này, nó ập vô trong cái ngọn như thế này, nó vùi luôn cái ngọn đi rồi thì bảo mà dâu vùi ngọn thì khó lên lắm các bạn. Nếu mà đất nó vùi lên cái ngọn của nó lấp lên cái ngọn của nó là nó không thể lên được luôn, rất khó lên. Mình có mấy cây mình trồng hiện tượng là hơi sâu so với quy định ấy, tức là nó không lên được luôn. Thế các bạn phải trồng làm sao mà thứ nhất cái ngọn của nó phải gần ngang với cái này, ngang ngang cái mặt này. Thứ hai là các bạn phải 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 trồng cao lên, thì để trồng cao lên thì cái rễ của mình nó ăn được sâu xuống thì nó có nhiều diện tích nó ăn ăn rễ hơn. Chứ các bạn trồng tịt xuống đây thì mất luôn một khoảng 5 phân này rồi. 5 phân này là coi như là cái chậu này nó vô tác dụng 5 phân này rồi. Nó chỉ ăn được xuống đây tới đây là hết rồi, còn mình trồng trên này thì nó ăn được lâu hơn, được xa hơn, được nhiều hơn. Đó.
nó thôi nói vậy thôi để các bạn có thể tự đánh giá, tự xem cái cây của mình xem đã hợp lý chưa, trồng tại sao nó lại mãi không phát triển. Chứ còn mình cũng xin dừng video tại đây, nói nhiều quá chắc cũng sợ đau họng quá. Mình sẽ lâu nay không ra video mấy nên là hy vọng mỗi lần ra video các bạn trên YouTube theo dõi ủng hộ mình, để lại cho mình một like, một comment, hoặc là bạn nào có nhu cầu về mua giống á, thì các tỉnh miền Nam từ Bến Tre, Cà Mau, Bình Phước đó, rồi Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đồng Nai, Vũng Tàu các thứ, nói chung các tỉnh miền Nam thì mình có thể đưa cây, gửi cây được cho các bạn qua xe đò thu tiền. Có nhiều loại cây, cây nhỏ các mình vẫn hay 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 bán đấy cho các bạn ấy là 10.000, những loại cây to hơn thì 15 20.000, 25 30.000 đó. Đấy các bạn có thể lựa chọn, và mình gửi cây thì chỉ trong vòng khoảng 10 tiếng hoặc 8 tiếng hoặc là cao lắm là một ngày là nhận được thôi, chứ các bạn mua dâu ở ngoài ngoài Bắc á, đồng ý là dâu có thể nó rẻ hơn nhưng mà tiền xe nó cũng quá cha. Tiền xe bây giờ mà gửi ngoài Bắc vô đây một thùng thôi nó cũng lấy các bạn 100.000 rồi, đó là còn rẻ đó, nhà xe nó còn chơi gọi như là còn 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 như kiểu là còn hữu nghị đấy. Chứ còn nếu mà ai là ấy là quốc 150 đó, quốc 150 rồi mà thứ hai gửi từ ngoài Bắc vô đây á, nói chung là ở mấy cái vùng ngoài Bắc vô đây là Hà Nội, Sơn La rồi các thứ là nó trồng nhiều dâu á, nhưng gửi vô đây là hết mất hình như là khoảng 2 ngày rưỡi đến 3 ngày, khoảng 3 ngày thậm chí hơn, khoảng 3 ngày đi thì các bạn nhận được đi. Thì các bạn thấy dâu của người ta đâu phải đóng trong cái bầu như mình đâu, đâu phải trồng như trong này đâu, gửi đi đâu. Thế người ta là người ta đánh từ đất lên xong bắt đầu người ta bỏ trong bịch ni lông á, là người ta cuột cuột lại xong bắt đầu là người ta gửi đi, còn nguyên hoa nguyên trái nhìn ở ngoài đó rất đẹp, nhưng gửi vô đây hầu như cháy héo hết rồi. Các bạn về các bạn trồng thì cái tỷ lệ sống gần như là rất thấp, thì nó vừa phí tiền mà công phí gửi cao nữa, mà cây mình nhận được thì nó cũng không được như ý muốn đấy. Nên là các bạn có thể đánh giá, rồi nói chung là lấy ở đâu thì cũng được thôi, nhưng mà gần gặn thì nó vẫn ok hơn. Cây nhận cây gửi từ sáng đến đến chiều hoặc đến tối nhận được rồi, một số bạn mình gửi nè, cây nhận được thì trồng các thứ nó vẫn ok ok đó. Nói chung cũng có chết nhưng mà tỷ lệ nó thấp, tại vì cây gửi cái là nhận được liền đấy. Thì sau đây mình sẽ phát triển cái một số cái giống dâu bạch tuyết, rồi giống dâu 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 Hà Lan đó, bạch tuyết Hà Lan đó. Hiện tại thì mình đang có sở hữu 3 4 giống dâu rồi, nên là mình sắp tới sưu tầm thêm một số cái giống dâu lạ lạ cho các bạn có thể lựa chọn đó. Thì rất vui là khi được các bạn theo dõi video và ủng hộ mình đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.